là em đang gặp Ademoza giải pháp đi ạ. Giải pháp à? Có ngay nhá. Trời đất ơi, chị chờ cưng nãy giờ nè. Khi gặp một vấn đề phức tạp, chúng ta nên làm gì? Thứ nhất là anh muốn em tìm hiểu những cái cơ bản trước khi có thể tìm hiểu sâu hơn. Thứ hai là các em cần phải tìm hiểu từ những người có kinh nghiệm đi trước. À, đối với anh thì không việc gì là khó cả. Khi học lập trình, có quá nhiều thông tin mà mình không thể theo kịp. Khi mà chúng ta học lập trình mà gặp quá nhiều những thông tin mà chúng ta không theo kịp ấy, thì chúng ta cần phải định hướng là chúng ta đang theo cái gì và học cái gì. Chúng ta lại gom nhỏ lại để nó có cái hệ thống, chúng ta đi sao cho đúng cách. Anh cũng từng mê xây dựng kế hoạch học tập cụ thể rõ ràng và lên một danh sách các công việc cụ thể trước khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Học ít thôi em. Mình nên làm tốt, tập trung vào một cái trước rồi mình sẽ chuyển sang hướng sang các cái khác. Gợi ý một số công cụ hỗ trợ. Hữu ý nhất chắc chắn là ChatGPT. Tiếp theo là GitHub. Thứ nhất, đi được tốt. Thêm một số công cụ giúp lập trình viên chúng ta tìm hiểu thêm cũng như là feedback thì đấy chính là Stack Overflow. Hai nữa là ChatGPT.